Ở đây chúng ta dần dần đưa lên. Tay sang hai bên. Càng chậm thì thấy tay nó sẽ càng nặng nhá. Ngả người ra phía sau, đứng trên đầu ngón chân, kèm thêm một tiếng A. Ra thiền nha. Ngón tay cái chúng ta nhớ luôn luôn chạm vào nhau. Lần thứ hai, hai tay sang hai bên.